Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Sau thời gian không tập luyện do dịch Covid-19, đến nay các vận động viên thành tích cao đã trở lại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh để tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Trong 14 môn thành tích cao của tỉnh thì 2 môn là đua thuyền và bắn cung thì vẫn gửi tập luyện tại thủ đô Hà Nội. 12 môn còn lại vẫn tập luyện tại trung tâm của tỉnh. Sắp tới các vận động viên của tỉnh sẽ tham dự các giải toàn quốc ở các môn karate, taekwondo, pencastilat, cử tạ và bóng chuyền. Những năm qua, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang quan tâm vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng các sân tập, nhà tập thể dục thể thao. Tất cả 9 thôn trong xã đều có từ 1 đến 2 sân bóng chuyền, 4 thôn có sân bóng đá khang trang. Chính quyền xã dành quỹ đất cho các thôn, sau đó vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng sân tập, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Từ kinh phí hàng tỷ đồng do nhân dân xã hội hóa, đến nay xã Thắng Lợi đã có cơ sở vật chất thể thao đồng bộ, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu chơi thể thao của nhiều lứa tuổi. Theo quan sát của phóng viên, tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hưng Yên, phần lớn người dân đều đã có ý thức tốt trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch khi tham gia tập luyện thể thao nơi công cộng. Bên cạnh đó thì vẫn còn xảy ra tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn khi tập luyện. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Việc duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao có phần rất lớn trong việc nâng cao thể lực, phòng và đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, khi tham gia tập luyện thể thao nơi công cộng, người dân cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào học các môn võ cổ truyền, đặc biệt là môn võ nhất nam, được nhiều thanh thiếu niên và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tham gia nhằm nâng cao sức khỏe để học tập và công tác. Môn võ nhất nam được phát triển ở Hưng Yên cách đây khoảng 10 năm. Đây là môn võ có tính tổ chức cao, cùng với một hệ thống lý luận về tâm pháp cho người luyện tập, giao đấu và đối nhân xử thế. Đặc biệt là cơ chế vận động cơ bắp của con người không đơn thuần là tập thể dục thể thao mà còn là rèn luyện tính khí, đạo đức, giúp học sinh học tập tốt hơn, tránh xa những trò chơi không lành mạnh. Các võ sinh theo học chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nhiều võ sinh là sinh viên tại các trường đại học, nhưng những ngày nghỉ vẫn trở về Hưng Yên để tham gia luyện tập. Em theo học môn võ nhất nam thì nó đem đến cho em sức khỏe. Những cái thế tấn, những động tác quyền võ giúp thân người em dẻo dai hơn, rắn giỏi hơn. Dù bây giờ em có đi học đại học nhưng thời gian rảnh em vẫn thường xuyên về quê để tập với thầy ạ, cả các bạn ạ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.000 võ sinh theo học bộ môn võ cổ truyền này. Các địa phương có võ sinh theo học đông là các huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, thời điểm nghỉ hè của học sinh muộn và ngắn hơn mọi năm, song các võ đường phái nhất nam đã tiếp nhận huấn luyện cho gần 300 võ sinh trên địa bàn tỉnh. Hiện nay câu lạc bộ võ đường ở tỉnh Hưng Yên đang phát triển trên dưới 1.000 học sinh, và thời gian tới tôi sẽ cùng với các thầy và trong bộ môn và các em huấn luyện viên học sinh sẽ ngày càng phát triển võ nhân nam đến nhiều làng xã địa phương ở trên bản tỉnh Hưng Yên, với mong muốn các em ngoan ngoãn, khỏe, giỏi để giúp ích cho làng xã. Hiện nay bộ môn võ nhất nam mới chỉ phát triển ở khu vực phía nam của tỉnh, nhiều địa phương vẫn chưa có võ đường để quy tụ những võ sư có trình độ kỹ thuật chuyên sâu về truyền tài cho võ sinh theo học bài bản hơn. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào, Liên đoàn Võ Thuật đã phối hợp chặt chẽ với phụ trách bộ môn để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động phát triển hội viên mới, chú trọng đối tượng thanh thiếu niên học sinh. Ban lãnh đạo của Liên đoàn kết hợp với ngành giáo dục sẽ đưa cái giáo dục thể chất tuyên truyền hoạt động này, quảng bá cái tinh thần thượng võ, và thứ hai đó là để mở những cái giải để thi đấu cọ sát các câu lạc bộ võ thuật trên địa bàn tỉnh.
Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên cũng mong muốn thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tạo điều kiện tiếp tục mở thêm nhiều lớp võ thuật cổ truyền nghiệp dư, thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu, đưa võ thuật cổ truyền vào hệ thống giải thể thao hàng năm để tạo động lực phát triển bền vững cho phong trào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.